Phật tử này hỏi rằng: Bạch thầy, con đã tu sai pháp, xin thầy chỉ dạy cho con. Con đã học Phật được khoảng 2 năm trở lại đây. Con nghe thầy giảng và tụng kinh Địa Tạng. Thời gian đầu con tụng bình thường, nhưng khoảng 8 tháng sau, khi con nhìn lên ảnh Bồ Tát Địa Tạng, con lại khởi lên tình cảm nam nữ. Xong con thấy xấu hổ và biết bản thân dục vọng quá lớn, nên đã đem hết quần áo, váy vóc, tự sống giản dị để bớt dục vọng. Đến cuối năm 2018, con bắt đầu ngửi thấy một mùi thơm lạ khi tụng kinh, và con chấp vào điều đó. Con cố gắng niệm Phật, nhưng càng ngày càng không thể nhất tâm, và tiếng niệm Phật thì ngày càng méo mó và không rõ. Thỉnh thoảng còn có những tâm thanh, những âm thanh khác lạ trong đầu con. Đôi khi con còn tự nói ra những âm thanh ấy. 2 tháng trở lại đây, con bắt đầu cảm thấy có ma quỷ luôn quẩn quanh bên con, quan hệ nam nữ với con, cả ngày lẫn đêm, thậm chí ngay cả lúc con tụng kinh. Con rất sợ hãi và đã cố dùng nhiều cách, nhưng không biết phải làm như thế nào. Giờ con không biết phải làm thế nào, dùng cách gì để thoát khỏi tình trạng của con. Con kính mong thầy khai thị, chỉ bảo cho con để con có thể tu tập một cách chân chính, không sai đường lạc lối. Con tự cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã đi sai đường lạc lối quá xa, cho dù nghe và học pháp của thầy suốt 2 năm qua. Kính mong thầy giải đáp cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này là sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Học Phật 2 năm nay, nghe thầy giảng 2 năm nay mà vẫn như thế này, tức là không nghe thầy giảng và cũng không phải là người học Phật. Người nghe thầy giảng thì không bao giờ nghe thầy giảng thật sự, thì không bao giờ tu đến cái mức độ sai trái trầm trọng như thế này. Gọi là mở cái đài ra đấy thôi, chứ còn không phải là nghe theo thầy giảng. Nghe theo thầy giảng thì chắc chắn là không như thế này, không đến nỗi như thế này đâu. Mở đài ra đấy thôi, nghe có thực hành đâu. Nghe phải thực hành, phải làm theo. Chứ còn nghe cho nó gì sướng tai, nghe cho nó khoái gì, khoái nhĩ á, thì đấy không phải là người học Phật các quý vị. Tụng kinh 8 tháng nhìn thấy, nhìn lên ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng là khởi dâm dục á, khởi cái dục vọng, đấy là sai rồi. Chúng ta nhìn thấy tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta phải kính trọng như là gì ạ? Còn kính trọng hơn là kính trọng cha mẹ của mình á. Chúng ta thà gì ạ, chọc mù đôi mắt của mình á, không được nhìn tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát mà khởi ra cái tâm xấu xa, dục vọng. Kể cả chúng ta nhìn thấy các sư á, nhìn thấy các thầy á, chúng ta thì thà là chọc mù đôi con mắt của mình á, thà rằng á gì là mình á, uống thuốc độc mình á, chết ngay, cũng đừng bao giờ á, khởi cái tâm dục vọng gì á, với các quý thầy. Đấy. Cho nên ở đây á, thì Phật tử lại vì gì? Ban đầu khởi ra cái tâm gì? Ái nhiễm. Nhưng mà sau đó thì cũng biết xấu hổ, ăn năn hổ thẹn, thì lại đem bỏ hết, thì đã đem bỏ hết quần áo váy vóc đi để sống cuộc đời giản dị thì được rồi. Nếu ăn năn hổ thẹn về cái gì? Đó chính là ma chướng nó phá. Đây á, có bàn tay của gì? Của ma quỷ rồi, nó phá rồi. Chắc chắn có bàn tay của ma quỷ nó phá. Nhưng ma quỷ nó phá thì thầy nói như hôm trước là gì? Ma quỷ nó phá do gì? Cho nội tâm của mình á, bất chính. Thì ma bên ngoài nó mới vào được, trong ngoài hợp nhau. Cái này gọi là mình như ở quân sự gọi là nội gián. Có kẻ phản loạn ở ngay gì? Ở ngay trong kinh thành của mình. Mình nói cái gì á, nó đều tuồn tin ra ngoài hết. Mình bàn cái chuyện cơ mật gì á, nó đều gì? Nó đều biết hết và nó tuồn tin ra ngoài hết. Như thế thì gì? Chúng ta sẽ ngay trận đầu chúng ta đã thua rồi. Khi giặc đến nó gì? Nó ra nó mở cửa thành cho giặc vào là mình nguy hiểm rồi. Ý thầy nói là gì? Nó chính là cái tâm của vị này đã không chính rồi, học Phật không chính rồi, không chân chính rồi, cho nên
mới sinh ra cái cớ sự như vậy. Ma trong á, phát ra, ma ngoài á gì, hướng vào. Ma trong ma ngoài gặp nhau, nó mới như thế. Khi biết ăn năn sám hối, hối lỗi một chút rồi á, thì chúng ta thấy nó hoại cái việc tu của người này bằng cách gì? Bằng cách nghịch duyên không được. Tức là nó cho thì nhìn thấy tranh ảnh tụng kinh, nhìn thấy tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng mà lại sau này lại khởi ra cái dục vọng đó là này, đó là nghịch duyên. Nó phá mình. Phá không được thì bây giờ thì chúng ta ăn năn sám hối rồi á, vị này ăn năn sám hối rồi, vị này bỏ hết những cái váy vóc đồ đẹp để sống giản dị á, để tụng kinh á, thì nó lại cho thuận duyên. Thuận duyên ở đây thì nó cho thấy ngửi thấy cái mùi hương thơm. Sau khi mà khởi cái ngửi mùi hương thơm rồi sinh tâm á, đắm nhiễm một cái chấp trược đó một cái đi, thì nó làm cho gì, làm cho tụng kinh không vào nữa, niệm Phật cũng không được nữa. Niệm Phật ở đây vị này nói thì còn méo cả tiếng, không rõ tiếng niệm Phật nữa cơ mà. Xong á, khi mà mình thì mình không giữ cái tâm tự chủ, nó bắt đầu thì nó mới hành sự. Ở đây nói là 2 tháng trở lại đây luôn cảm thấy có người gì, có ma quỷ bên cạnh và gì, nó quan hệ gì, ngày đêm nó thường thì quan hệ tình dục với vị này, quan hệ tình cảm nam nữ với vị này. Cho dù lúc đó lên tụng kinh, đây là gì? Đây là cái lúc trầm trọng, rất trầm trọng. Vị này bây giờ phải, điều quan trọng bây giờ vị này phải gì? Thôi trì chú đại bi đi, nhất tâm trì chú đại bi, và phải dụng cái tâm gì? Để cái tâm nó ở trong một cái trạng thái là tĩnh lặng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không coi gì ma là kẻ thù, không coi á, không á, nhìn Phật đó là gì á, là người ban ơn. Tức là Phật ma bình đẳng, chỉ có gì mình và chú đại bi thôi. Cũng không coi ma là kẻ thù, không coi Phật là người ban ơn. Cả hai đều bình đẳng, Phật ma bình đẳng như nhau. Ta là gì? Cũng bình đẳng, không khác, không hai. Không hai, không khác. Khi chỉ chú á, dụng cái tâm này, trụ tâm ở trong cái trạng thái này, không chấp trước bất cứ một cái việc gì, cho dù thấy Phật Bồ Tát đến là kệ, thấy ma đến là cũng kệ, người thấy mùi hương cũng thơm cũng kệ, người thấy mùi hôi thối cũng kệ. Tất cả chỉ có gì? Thần chú đại bi, để tâm vắng lặng như vậy, chỉ chú đại bi. Và khi chỉ chú đại bi như vậy, mình quán tưởng là toàn bộ thân thể của mình nhé, nó toát ra một cái luồng ảo quang. Các vị xem phim Tây Du Ký chưa? Ở cái tập phim Bạch Cốt Tinh nhé, Tôn Ngộ Không đi dặn sư phụ ở lại nhưng không được ra khỏi cái chỗ đấy thì sợ ma yêu ma nó bắt. Bạch Tôn Ngộ Không thì niệm chú mới vẽ một cái vòng tròn ở cái này, lên đó là cho 3 thầy trò Đường Tăng ở vào đó. Bạch Cốt Tinh đến muốn vào bắt thì liều mới đẩy ra, trừ rằng gì sư phụ đi ra ngoài nó mới bắt được, còn ở trong đấy nó không bắt được. Thì chúng ta phải quán tưởng khi chúng ta chỉ chú nhờ cái công năng thần lực của thần chú của Đức Quan Âm và 10 phương chư Phật gia trì trên thân thể của chúng ta, chúng ta cứ chỉ cần cảm tưởng thôi, chúng ta quán tưởng thôi là gì, trên thân thể chúng ta phát ra luồng ánh sáng như thế, tất cả gì những cái tà ma yêu ma quỷ mị, những người muốn hại chúng ta không thể xâm nhập được thân thể của chúng ta. Và như thế để trì chú, cái trì chú đại bi mỗi một thời trì cho thầy khoảng 21 biến, hoặc trường hợp này nên nhiều đi, trường hợp này nên cho khoảng 49 biến hoặc 108 biến đại bi, một lần trì khoảng độ tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nếu trì nhanh thì khoảng 2 tiếng thì sẽ được khoảng 108 biến, hoặc là 3 tiếng, chậm hơn một chút thì 3 tiếng là được. Chắc thôi cứ khoảng độ 49 biến đại bi xong ấy, mới cho 3 hoặc 7 biến đại thập chú cuối, những biến cuối cùng ấy, mới cho. Mình muốn biết được bao nhiêu biến ấy, thì lấy cái hạt tràng ấy. Cái hạt tràng ấy, chúng ta vừa chỉ đến đâu đếm một hạt tràng, cái tràng dài ấy. Hoặc là chúng ta lấy những cái hoàn, lấy hạt ngô ấy, hoặc hạt đậu ấy, hạt đậu tương ấy, cái gì cũng được, hoặc hạt cái gì, cái viên sỏi nhỏ nhỏ cũng được. Chúng ta trì một biến là chúng ta lấy từ cái bát bên này chúng ta cho sang bát bên này. Bao giờ hết cái bát bên này chúng ta trì 49 biến thì lấy 49 cái hạt, cái viên sỏi hoặc là cái hạt ngô hoặc là cái hạt đậu tương đậu nành gì đó vân vân tùy theo.
và hạt lạc hay cái gì cũng được, tùy theo chúng ta. Miễn là thì chúng ta lấy là cái đếm. Cái chỉ một biến chúng ta lấy nhấc từ bát bên này bỏ bát đây này, bao giờ hết bát này tức là gì? Hết. Tức là hết. Hết cái số biến mà chúng ta cần chỉ ấy. À, thế là dễ nhất để chúng ta dễ nhiếp tâm nhất. Còn lần tràng như thế này nó không được nhiếp tâm lắm. Trường hợp này nên khuyên để trì chú Đại Bi, có kết hợp với tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà trong vòng 21 ngày nên nhất tâm trì chú Đại Bi để cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho. Khỏi được thì tốt, mà chưa khỏi được thì trường hợp này bao giờ mà hết dịch thì nên lên chùa để làm công quả khoảng độ tầm 3 tuần hoặc là 1 tháng gì đó để cùng tu với các thầy á. Thầy sẽ hướng dẫn thêm cho một số cái phương pháp nữa thì mới có thể là gì là giúp được. Đấy, trường nhưng mà hết dịch đã, bây giờ lên thì không được. Hết dịch. Bây giờ chùa đang đóng cửa, chưa đi ra đi lại được.